Mới đây thì Xiaomi đã cho ra mắt những con máy mới của họ tại thị trường Việt Nam, và ngoài con Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro có lẽ là nhận được nhiều cái sự quan tâm từ anh em, từ cộng đồng mạng hay là cả những trang báo nữa. Trong khi con máy còn lại, con Redmi 8A, một con máy giá rẻ thì nó ít được nhiều người quan tâm hơn. Nên là hôm nay thì mình cũng may mắn là có được con máy ở đây để mà chia tay anh em. Liệu rằng con máy giá rẻ này nó tiếp tục cái sự thành công của con Redmi 7A và nó là một cái bản cắt giảm của con Redmi 8 thì nó có gì? Và đây sẽ là bài chia tay nhanh, đẩy ra nhanh em này nhá. Hiện tại mà bạn nào đang quan tâm tới những sản phẩm của Xiaomi với giá tốt cùng nhiều khuyến mãi thì hãy nhớ tới thăm trang web của Bạch Long để có thể tham khảo nha. Điểm qua một chút về phần phụ kiện của con Redmi 8A thì trong hộp chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM. Máy thì sẽ không có kèm ốp, đây là một cái sự cắt giảm với con máy giá rẻ như này. Máy thì có hỗ trợ sạc nhanh nhưng mà trong hộp thì sẽ chỉ có sạc thường, tức là 5V 2A 10W nha. Kèm theo đó là một cái dây cáp Type-C, đây là một điểm cộng trong phân khúc. Về phần thiết kế thì có lẽ là Redmi 8A nó cũng đơn giản và không có gì quá nhiều để mà nói về em này. Redmi 8A sẽ có một cái mặt lưng bằng nhựa và ở đây chúng ta sẽ có theo kiểu là vân carbon ở trên máy. Cái điều này thì mình thấy là nó cũng khá là thú vị bởi vì nó sẽ là ít bám mồ hôi dấu vân tay hơn. Thêm nữa là nó sẽ khác biệt so với những con máy có mặt lưng trơn ở trong phân khúc thì nó tạo ra một cái sự khác biệt nhất định ở trên máy. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái dải chạy thẳng ở mặt lưng và nó sẽ hơi lõm nhẹ xuống, tạo một cảm giác cân đối ở trên mặt lưng của máy. Và nhìn này anh em có nghĩ đến cái con nào không? Oppo Reno, mình thấy nó khá là tương tự với cách làm của Oppo đúng không? Em này thì sẽ hơi to thêm bề ngang và cầm thì nó cũng thoải mái, vừa tay và không bị cấn. Ngoài ra ở trên Redmi 8A chúng ta sẽ không có cảm biến vân tay này. Khe SIM của máy sẽ có 2 SIM và 1 thẻ nhớ. Đáng tiếc là máy sẽ không có cổng hồng ngoại điều khiển từ xa. Nhưng mà điểm cộng ở trên máy về phần thiết kế đó chính là sẽ có cổng Type-C. Đây thực sự là một cái điểm cộng ở trong phân khúc tầm 2,5 triệu hàng chính hãng. Chuyển qua mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình giọt nước với kích thước là 6,22 inch, tấm nền IPS LCD cùng với độ phân giải là HD+. Và rõ ràng với kích thước này, độ phân giải này thì màn hình nó sẽ rỗ. Nhưng mà ở trong phân khúc thì mình thấy rằng là đây là một cái màn hình tốt bởi vì nó sẽ có màu sắc, độ sáng, góc nhìn là nó cũng không có gì phải phàn nàn nữa. Một màn hình hiển thị với những tác vụ bình thường và mình cũng không có gì phải chê ở trong phân khúc nữa. Camera sau của máy sẽ có độ phân giải là 12 megapixel và nói chung là cũng khá là lâu rồi mình mới dùng con máy mà chỉ có camera đơn đúng không? Nhưng mà với chỉ một camera này thì chúng ta vẫn sẽ có hỗ trợ xóa phông bằng phần mềm. Chất lượng thì cũng tạm ổn nhưng mà có lẽ là anh em cũng không nên dùng đâu bởi vì nó nhìn sẽ hơi giả. Nhưng mà sao mà trách được khi mà máy chỉ có tầm hơn 2,5 triệu. Nhưng mà dù sao có thì cũng là hơn là không đúng không? Ảnh chụp ở trên máy thì nó sẽ kiểu hơi nhợt nhạt, ảnh cũng sẽ hơi tối một chút với thực tế. Cộng thêm nữa thì ảnh sẽ hơi dễ bị nhòe do dùng tay và dễ bị cháy sáng nữa nha. Rất là khó để Xiaomi có thể làm tốt với camera ở cái phân khúc là 2,5 triệu. Còn đây là camera trước 8 megapixel của máy, anh em có thể tham khảo xem là chất lượng nó như nào nha. Thì rõ ràng là camera ở phân khúc giá rẻ này thì anh em không thể nào mà đòi hỏi được nhiều hơn đâu. Redmi 8A thì sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 432, cùng với đó cái phiên bản mình cầm trên tay sẽ là 2GB RAM và 32GB bộ trong. Đây là lựa chọn tiết kiệm nhất cho anh em chứ mình nghĩ là với Android thì ít nhất là phải 3GB RAM, bởi vì thời điểm hiện tại thì 2GB RAM có phần là hơi lan tan một chút rồi. Còn đây là cái điểm AnTuTu mình đã chấm trên máy, anh em có thể xem. Với những tác vụ bình thường thì mình thấy nó vẫn ổn, nhưng mà chỉ là mở app thì đúng là hơi chậm thật. Cộng thêm việc nữa là như mình nói đấy, nó sẽ chỉ có 2GB RAM nên là tình trạng tràn RAM nó sẽ xảy ra. Nên là mình nghĩ rằng cái phiên bản 2GB RAM thì có lẽ là một cái sự lựa chọn mà tiết kiệm nhất về mặt kinh phí thôi. Còn về vấn đề chơi game thì mình sẽ chưa đánh giá ngay bây giờ. Còn nếu có thời gian thì mình sẽ đánh giá thử xem là liệu rằng cái cấu hình này của máy thì có đủ chơi game những cái tựa game kiểu từ nhẹ tập trung hay không nhá. Kết hợp với đó thì máy sẽ chạy phiên bản MIUI 10.3.3 trên nền Android 9. Và chính MIUI đã giúp máy có thể có những tác vụ nó mượt mà như thế với cấu hình bình thường như này. MIUI bây giờ làm giao diện rất là mượt mà và ngon lành. Tính năng thì nó cũng rất là nhiều và phong phú, cực kỳ là phong phú. Và cuối cùng sẽ là về pin thì đây là cái điểm, chính xác là cái điểm mà Xiaomi nhấn mạnh vào con máy này. Đó là chúng ta sẽ có viên pin dung lượng là 5000mAh, cộng theo đó là sạc nhanh 18W. Còn anh em muốn sạc nhanh thì sẽ phải mua ngoài, bởi vì iPhone 11 20 củ có sạc nhanh đi kèm máy không? Chắc là không.
Và với viên pin dung lượng lớn như này, cộng với màn hình HD cộng và cấu hình cũng không mạnh cho lắm thì anh em sẽ rất là ít chơi game và sử dụng tác vụ nặng, nên là chắc chắn pin của máy sẽ có thời lượng pin cực kỳ là trâu bò. Cái điểm cộng nữa trong phần pin đó là về cổng kết nối, thì em này sẽ sử dụng cổng Type-C. Đây thực sự là một cái cổng kết nối mà cả những con máy cao hơn một chút của một vài nhà sản xuất khác cũng sẽ không có. Một điểm cộng nha. Thì đó là bài trên tay và đánh giá nhanh con máy Redmi 8A, một con máy giá rẻ tiếp theo của Xiaomi. Mình thấy là các mặt của nó thì nó rất là đồng đều, và đặc biệt là nó nhấn mạnh vào cái thời lượng pin cực kỳ là trâu bò trên máy. Anh em có ý kiến gì thì hãy nhớ comment phía bên dưới, mà mình sẽ tiếp tục làm những bài đánh giá những cái mặt chi tiết của em này nữa nhá. Và anh em có nghĩ rằng là những cái trang bị trên máy nó có xứng đáng với phân khúc hay không thì hãy nhớ comment phía bên dưới. Và cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại trong video sau nha. Bye.